dân Hoa Kỳ không tỉnh giấc ngay bây giờ thì sẽ đối diện với họa diệt vong về Tây Trung Quốc. Người dân Hoa Kỳ vẫn chưa thức tỉnh về thảm họa từ Trung Quốc và những phó phẩm gắn liền với đảng này tại Hoa Kỳ đang mở trận đánh sập và chiếm lấy Hoa Kỳ. Hiện bây giờ đã là quá nửa của năm 2020 mà phần lớn dân Hoa Kỳ vẫn còn mê ngủ. Ba bốn thập niên qua, dưới bao nhiêu đời tổng thống mà tầng lớp tinh hoa Hoa Kỳ vẫn mê ngủ, chưa thấy được Bắc Kinh sắp sửa cứa con dao vào cổ người dân Hoa Kỳ. Chỉ mới cuối năm 2016, tại thượng đỉnh Hàng Châu, giới trí thức Hoa Kỳ mới giật mình kinh hãi khi Tổng thống Obama của Hoa Kỳ lúc đó bị Tập Cận Bình cho xuống cửa hậu Apple One mà người Trung chế diễu là hậu môn nhưng obama cũng phải gục mặt bước xuống cửa hậu không một lời phản kháng nhiều người hoa kỳ đã khóc vì tuổi nhục trước biến cố này đó cũng chính là lý do mà donald trump một con người không phải là chính trị gia nhưng là một nhà ái quốc không chịu nổi cái nhục thấy nước mỹ xuống dốc không phanh không phải chỉ tại thượng đỉnh hàng châu nhưng là từ trước đó với những cái thua nhục nhã liên tiếp từ Scarborough năm 2012, Crimea năm 2014, Biển Đông 2014, Trung Quốc xây dựng bảy thực thể đảo nhân tạo tại khu vực Trường Sa bị lừa dễ dàng là không quân sự hóa, nhưng sau đó đã được Trung Quốc quân sự hóa và bây giờ sắp cho ra vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông đến Aleppo năm 2016. Cái thua nhục nhã nhất là tại Aleppo, từ khi năm 2012, lực lượng nổi dậy do Hoa Kỳ bảo trợ đã chiếm thượng phong tại Syria. Nhưng Obama cứ nhút nhát, dù dừ để Nga chen chân vào và hỗ trợ lực lượng chính phủ của Assad, khiến cuối cùng quân nổi dậy phải thất thủ tại cứ điểm chiến lược Aleppo. Khiến sau đó, Nga và Thổ đã loại bỏ luôn Hoa Kỳ trong các cuộc thương mại về Syria, trước đây có khi nào tại trung đông mà hoa kỳ bị loại khỏi cuộc thương lượng cho vùng đất tại đây tập cận bình nắm tẩy obama là một con người bạc nhược không bao giờ dám hành động quyết đoán chỉ nói dốc là chính nên tại thượng đỉnh Hàng Châu, Tập Cận Bình cho Obama xuống cửa hậu Apple One mặc cho bao nhiêu người Mỹ ái quốc khóc ròng trước sự xuống dốc không phanh của Mỹ dưới triệu Obama mà Tập Cận Bình đánh giá là Trung Quốc sắp lên hàng số 1, cho Obama xuống cấp luôn bằng cửa hậu Apple One không thương tiếc. Như người Mỹ chống quên quá, mới chỉ có 4 năm mà bây giờ người Mỹ sắp phạm phải một sai lầm mà nếu xảy ra không chỉ là dân tộc Hoa Kỳ sẽ khóc mà còn chôn vùi luôn nền văn minh và địa vị mà họ đã tốn hơn 200 năm để xây dựng nên. Đó là Hoa Kỳ sẽ sụp đổ và mất vào tay Bắc Kinh nếu người dân Hoa Kỳ đưa một người coi Trung Quốc là bạn và giang tay đón kẻ thù vào. Người đó chính là Joe Biden, ứng viên tiềm năng của đảng Dân Chủ cho phương vị Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Joe Biden từng tuyên bố, quý vị biết đó, Trung Quốc có xấu với chúng ta đâu, ông ta chủ trương toàn cầu và mở cửa cho người ngoại quốc nhập cư không giới hạn theo đúng chủ trương của đảng Dân Chủ Mỹ sẽ chết sớm vì chủ trương giao thương ồ ạt và mở cửa cho Trung Quốc vào phá hoại Mỹ. Mỹ chết đến đích về vấn đề nằm vùng của Bắc Kinh mà Joe Biden và đảng Dân Chủ vẫn không hề biết gì. Tổng thống Trump từng nói hơn 300.000 sinh viên Trung Quốc là 300.000 gián điệp, còn Christopher Wray, giám đốc FBI thì cho biết gián điệp kinh tế Trung Quốc tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ không nơi nào là không có và dĩ nhiên là con số lớn, không phải là một vài cá nhân đặc biệt. Trung Quốc mở hẳn kế hoạch ngàn nhân tài để tuyển dụng các giới khoa học, học giả danh tiếng của Mỹ để cộng tác với Trung Quốc, trả lương cao, hàng ngàn các nhà nghiên cứu của Mỹ bán công trình nghiên cứu cho Trung Quốc. Chỉ mới một số ít bị bắt và bị đưa ra tòa dưới thời Trump thôi. Dưới thời Tổng thống Obama và các Tổng thống khác, các gián điệp và nằm vùng Bắc Kinh mặc sức tung hoành, Mỹ và các nước cứ ngạc nhiên nói tại sao phi cơ này, hệ thống kia, đặc biệt là quân sự của Trung Quốc, sao giống F-35, F-22 Raptor của Mỹ quá. Thì cũng là từ lực lượng nằm vùng của Trung Quốc tại Mỹ mà ra, mà cái khác biệt giữa Tổng thống Trump và các Tổng thống khác của Mỹ là biết tình báo, gián điệp Bắc Kinh lấy cấp của mình, nhưng Tổng thống Trump hành động, còn các Tổng thống khác im rơn. Còn một đoàn tận cùng khác đang được nghiên cứu mà Tổng thống Trump có thể đưa Bắc Kinh vào con đường cùng là chấm dứt phần lớn các mối liên hệ của Mỹ với Trung Quốc. Chấm dứt phần lớn các liên hệ của Mỹ với Trung Quốc là điều khó và phức tạp, chứ không phải đơn giản. Như đặc sứ Robert Lighthizer đã điều trần trước Hạ viện Hoa Kỳ, đó là điều hầu như không khả thi. Nhưng Tổng thống Trump cho biết rằng ông chưa nói rõ hết ý của ông về đường lối đó và đại sứ Lighthizer đã chưa nắm được theo tác giả bài này nghĩ thì tổng thống trump muốn nói đến một đường lối có chọn lọc và tiến hành từng bước chứ không phải làm ồ ạt cùng một lúc những đường lối phải thực hiện ngay có thể gồm có huawei jte và các công ty công nghệ cao nhạy cảm khác di dân trung quốc nhất là du học sinh sinh viên học giả khoa học gia trao đổi giữa các đại học hoa kỳ và trung quốc mua bán linh kiện điện tử và sản phẩm đặt tròn trao đổi văn hóa như viện khổng tử nếu không cắt đứt mối liên hệ Mỹ-Trung, tai họa dẫn đến Mỹ sẽ xuống hạng hai khi toàn cầu hóa của Joe Biden và Obama được tái áp dụng và Mỹ sẽ bị Trung Quốc khai thác đến tận cùng khi được tự do xâm nhập vào Mỹ và không có các biện pháp chặn đứng cạnh tranh thương mại, không công bằng và ăn cắp sở hữu trí tuệ Mỹ của Trung Quốc. Trung Quốc đang làm mọi cách để Tổng thống Donald Trump thất cử vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 này với kế hoạch xâm nhập trở lại tự tung tự tác như dưới thời Obama. Với Joe Biden thắng cử và Mỹ trở lại chính sách toàn cầu hóa mà cả Obama và Joe Biden đều chủ trương, phải hiểu tại sao Tập Cận Bình mừng rỡ khi phe đảng Obama chiếm Bạch Ốc vào ngày 3 tháng 11 này, đó là vì Tập Cận Bình và Bắc Kinh đánh giá rằng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2025 một khi Joe Biden lên, còn với những lãnh đạo sát thủ đối với Bắc Kinh như Donald Trump, Peter Navarro, Mike Pompeo, Joe Biden, Steve Bannon, thì những người này bằng mọi giá sẽ kiềm chế Trung Quốc, kể cả bằng cách chấm dứt phần lớn các liên hệ đối với Bắc Kinh và bao vây Bắc Kinh bởi liên minh các nước Mỹ, Nhật, Úc, Ấn, Đài Loan, Phi và có thể là cả Indonesia, Singapore cũng như một số nước Asia nào đi với Mỹ con đường sống của Mỹ và sự duy trì sự siêu cường của Mỹ là khả thi với bộ sậu của Donald Trump và ý chí chính trị của những người này. Con đường của nhóm Obama và Joe Biden đối với Tập Cận Bình và Bắc Kinh đã chứng minh là xuống dốc không phanh dưới triều Obama rồi. Nó sẽ còn xuống dốc nhanh hơn cấp kỳ nếu Joe Biden đắc cử ngày 3 tháng 11 tới những người tấn công donald trump và ca tụng joe biden liệt kê hàng trăm thứ xấu của donald trump và hàng trăm thứ tốt của joe biden nhất là về người da đen nhưng cách liệt kê này để so sánh hai lãnh tụ thường khi không đúng vì có khi chỉ có một thứ xấu và hàng trăm thứ tốt vẫn không địch lại được một thứ tốt và hàng trăm thứ xấu khi một thứ tốt và hàng trăm thứ xấu lại bảo vệ được đất nước hoa kỳ còn tồn tại và giữ vững vị trí siêu cường còn một thứ xấu và hàng trăm thứ tốt nhưng chính cái xấu đó lại bán mạng hoa kỳ vào vòng tay trung quốc donald trump nói không quá sai khi đám dân chủ thổ tả và truyền thông thiên tả mà lên nắm tòa bạch ốc là trung quốc sẽ sở hữu hoa kỳ tiếp theo sau đó ham nghe những chiêu bài mị dân, ham thụ hưởng, ham y tế toàn dân, ham ngồi không lãnh tiền, không lo làm việc, không tranh đấu để cho Trung Quốc nằm vùng và sách động, thì trước sau gì nước Mỹ sẽ làm mọi cho Trung Quốc đang không ngừng nhúng tay quậy phá chính quyền Donald Trump và bỏ ra thật nhiều tiền để mua chuộc dân chủ thổ tả, truyền thông thiên tả và các nhóm bạo loạn như Antifa, BLM phá nát nước Mỹ hầu Donald Trump bị thất cử vào ngày 3 tháng 11 tới đây toàn dân Mỹ thức tỉnh ngay bây giờ và bầu cho Donald Trump cùng với đảng Cộng Hòa thì còn cứu được nước Mỹ, chứ còn bầu cho những kẻ tiêu lòn với Trung Quốc, ăn tiền của chúng và bán nước cùng với truyền thông thiên tả, chỉ biết ăn tiền ngập mặt tiếp tay cho Bắc Kinh thì cái họa nước Mỹ bị mất về tay Trung Quốc là ở trước mắt. Hiện Đại học Harvard đã bị nhận định như là một trường đảng thứ hai của Trung Quốc lần đầu tiên, chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu điều tra những viện đại học nổi tiếng của Mỹ, đứng đầu là Harvard với những số tiền khổng lồ đóng góp từ Trung Quốc 93,7 triệu đô la. Nhà trường nhận 2.270 sinh viên đến từ Trung Quốc. Họ thành lập cả phân viện Harvard tại thành phố Thượng Hải, tổ chức quỹ mang tên Harvard China Fund và ái nữ của Tập Cận Bình tốt nghiệp viện đại học danh tiếng này. Chứng cớ quan trọng khác, theo AP, ngày 28 tháng 1 năm 2020, một giáo sư Harvard đã che giấu chuyện nhận tiền và làm việc với Trung Quốc bị bắt. Bản tin IP ngày 27 tháng 2 năm 2020, giáo sư khác tại University of Texas cũng bị bắt cùng tội. Cũng đến từ IP ngày 11 tháng 7 năm 2019, một giáo sư đại học University of California Los Angeles đa tòa nhận 219 năm tù về tội cung cấp bí mật hỏa tiễn cho Trung Quốc. Nhiều trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ đang phải khai báo với Bộ Giáo dục về những liên quan của họ tới chính quyền Hoa lục. Không trả lời trong 30 ngày, Bộ Giáo dục sẽ chuyển hồ sơ qua Bộ Tư pháp để điều tra. Hy vọng là trong 4 tháng tới, trước ngày 3 tháng 11 năm 2020, tổng thống Trump hãy mạnh tay hơn với chính quyền Trung Quốc, đưa trật tự thế giới trở lại như thương mại, quân sự, chủ quyền được công bằng được bảo vệ. Chúng ta hãy ủng hộ cho Tổng thống Trump nếu để nước Mỹ rơi vào tay Joe Biden thì đại họa chính thức ập tới, vì ông ta luôn cổ suý cho Trung Quốc, hành động như một tên nằm vùng, luôn ủng hộ cho các phong trào phá hoại nước Mỹ như Flashlight Master và Antifa. Một lần nữa, nước Mỹ sắp có một bước ngoặt thật sự lớn và định đoạt trong ngày 3 tháng 11 sắp tới.